Ê, 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 hắt lên bài. Đổ vỗ tôm ra chụp dính vô. Chào cả nhà. Này em Út kéo cái máy xuống để bơm cạn ao bắt tôm cả nhà ơi. Hôm qua thì lúc mà nước còn nhiều á, đặt cái máy trên đây nè. Rồi bây giờ nước cạn rồi, bây giờ mình kéo máy xuống đó mình bơm cho nó cạn luôn cái ao này để mình bắt tôm. Mấy ngày trước á thì chú Tư có kéo cái ao này để bán tôm. Kéo cũng được 300 kg rồi. Đợt này thì tôm còn nhỏ, có 2 tháng 4 ngày. Tôm thì khoảng 90 con 1 kg. Rồi giá bán thì 100.000 ký. Bán được 300 ký rồi. Anh Tôn. Ừ? Cái đời này ba em cũng là cũng là cũng là. Nhưng mà nói chung cũng có chút ít chứ không bị lỗ. Ông nuôi đầm này mà bên kia có đầm bên kia ông cho ăn hai bên luôn. Còn một cái đầm bên kia nữa. Bán trước đầm này thôi. Đầm bên kia thì còn nhỏ hơn. Giờ quay máy bơm nước ra đây. Vào nước đầy quá máy vào bỏ trên này, kéo xuống tới dưới luôn. Đầu trên đây hơi cao nè, lát cái mình kiếm thêm cái bơm chìm nữa mình đặt ở dưới kia cho nó bơm cho lẹ. Có cái bơm chìm cỡ ngựa rưỡi. Bơm này bơm ở đây mình điện yếu nữa, bơm nước không có mạnh lắm. Đó, lên rồi. Lên rồi. Bơm ao cạn rồi, đi xuống bắt cá cả nhà ơi. Rồi xuống bắt đi. Cạn thôi. Xuất quân. Nhưng đội ngủ luôn. Đợi bắt đi, lâu lâu ta về cho ta bắt đi, xuống luôn. Con thấy con cá nào vô đây? Cá có tôm gì đây? Hả? Bỏ làm bắt được con cá lóc nữa ăn ngon á, bữa nay ướt gì có con nữa. Chắc còn chứ không lẽ Nguyễn Ao thì có con hả? Ủa sao nó im da vậy mày? Im da hả? Có tôm quá. Kỳ vậy? Ủa sao có tôm cái gì? Có nè. Tôm quá trời luôn. Cá lóc. Chú Tư, cá lóc. Rồi, chụp đi. Gì nữa, bắt nữa. Đâu rồi. Dễ gì được đó à. Chân không ạ? Đâu rồi? Dạ rồi. Mò đi. Tôm nè. Đưa vợ tao. Nè. Ở cho cô chừng có cua nha, đừng có chuyện vô lỗ chân nữa. Đúng rồi. Dạ rồi. Tôm hạ luôn nè, mò tôm đi. Ôi tôm quá trời luôn nè. Tôm mình lát đổ đi. Tôm hạ luôn. Mò con. Đi ra đâu vậy? Đâu. Con giúp em ơi. Chim nhẹp hả? Trời ơi, mất nữa rồi. Không, mấy nè. Rồi tôm gai quá trời luôn nè. Tôm gai hà luôn. Ủa đâu ta? Đâu rồi? Ơi đây nè, đây nè. Chạy chưa ơi? Trời ơi. Nhiều dữ vậy. Ê, chạy bà bốn rồi. Chạy bà bốn rồi. Tôm hạ luôn. Nè. Cá lóc bệnh quá hả? Tôm. Không có lóc cũng lắm. Chắc còn mấy con nữa chứ. Phải không? Phải không? Anh nhân ơi. Xuống bắt này chứ cô Vũ.
Thôi mày hạ luôn đi. Đang mấy. Đứng lên. Ngồi ngồi đi, ngồi xuống. Thi ta. Phải không? Phải không? Phải không? Không có, không có, không có. Tôm hạ luôn. Thôi. Nguyên 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 một đỏ vậy mà dính cá lóc ngãi trời luôn. Lấy bao lấy bao lấy. Từ từ cho nó vô dập luôn. Nè vậy. Nè vậy. Mấy con bạn. Tôm tôm giữa. Ôi ôi ôi. Đổ đi. Ôi. 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 Tôm hào luôn. Bắt tôm đi. Em lên đây em bắt mà. Luôn Nhân. Dí rồi Nhân. Ê mệt quá. Dí chạy vòng vòng à. Ê mệt quá. Cảm ơn cả chúng nữa đi. Còn nãy bơm nó còn nước còn chảy không? Còn ít chứ nhiều. Nhiều hả? Đảo này nè, đảo. Ê, 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 hắt lên bài. Hắt lên bài. Phải luôn rồi. Nhanh như vậy. Đẩy luôn rồi. Đây nè, hắt nó lên, hắt nó lên bờ. Đây nè. Đây nè. Vô, vô, vô. Dạ dò dò sau lưng rồi, sau lưng rồi, sau lưng rồi. Sau lưng rồi. Chạy luôn rồi. Nè nè nè. Nè. Dính chưa, dính chưa, dính chưa. Nè. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Càng nửa ký rồi. Vô rồi. Vô rồi. Cuối cùng cũng dính. Dính rồi. Nửa ký à. Mệt quá mệt à. Đây tôm tôm hồng tôm hạ luôn nha. Còn 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 mấy con nữa. Mang mang mang, để ra đâu cho nó sạch sạch đi. Ê con này khác con nãy mà. Con nãy nhỏ. Con nãy con nhỏ. Con này con này con lớn hơn nãy nè. Ôi. Còn mấy con nữa gì vậy? Chào được cá lóc. Bỏ vô. Không phải cục đất. Bò đi nó vui á. Cái mẹ nè mới đây nè. Đó là mấy. Rồi rồi dính lại dính lại. Ôi con này bự hơn nãy nữa. Con này lớn mà. Con nãy nhỏ. Thôi rồi. Phải chơi con này cái lắm á. Bự hơn nữa. Bự hơn nữa. Ba 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 ba. Cầm 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 chặt cầm chặt. Được con nữa. Thứ hai, đã. Vô thùng. Thứ hai rồi. Con dập vô vô tôm đi. Kìa. Đâu đâu đụng không? Đổ tôm đi, đổ tôm đi. Đổ tôm đi. Trời ơi. Con nữa kìa. Con nữa mới đụng. Tôi còn con nữa mà. Còn nhiều lắm chứ. Còn một tôm nha. Quay qua ba tôm kìa. Ờ bà đổi chưa? Đổi rồi. Tôm hà luôn. Ôi trời ơi. Ê. Ôi. Con khác, con khác. Mấy con khác nữa, con khác nữa. Đổ, đổ vỗ tôm nha. Đổ vỗ tôm nha chụp. Dính chưa, dính chưa. Trời ơi, dí đã rồi. Đã rồi mới được. Lê lết luôn. Rồi. Gì? Rồi. Nhiều không? Nhiều không? Nhiều ba con. Đang cá lóc cả ký tôm hơn ký tôm. Mệt rồi, mệt rồi. Mệt hả? Mệt rồi. Đi mấy cá mệt. Nó không ngủ ngày lên đầu chơi tiếp nữa. Rồi. Quay máy cho cặn nữa đi. Mệt quá. Được ba con cá lóc rồi với mớ tôm. Nhanh nhanh đổ giùm mấy nha.
đổ tôm vô da giùm đi. Coi chừng mấy đuôi đục gấp. Bắt tôm đi, bắt tôm đi, bắt tôm đi. Thôi bây giờ hốt cá. Ừ, quay đi. Cái đó, xuống đó, cá lóc nữa đó. Ừ. Ê, cá lóc nữa, nữa. Cá lóc nữa, bây giờ. Dí vô. Ông có giật, Đây rồi. Hay quá, coi là vô số 1. Đây là tôm hà đó. Tôm hà nè. Đây. Còn thứ tư. Quá đã luôn. Giờ nó chạy ghê đi chứ. Được không, được không? Được chứ. Ổn không? Được. Đúng con. Ê, con ngựa hả? Rồi. Mi được không? Nè có mi được hả? Ui. Ôi, cái rồi con có mắt không? Con có mắt không? Trời đất ơi. Đâu rồi? 5 con rồi. Sao ăn sao nuôi tôm mà cá nó không vậy? Nghe thứ ăn dở qua nè. Nghe mùi tanh tanh hả? Ừ, hàng chi đợt này nó ăn nhiều quá. Nhiều quá. Phải không? Ê, cá nữa hả? Nè. Bao nhiêu? Sao mà? Đây còn không? Mò tường thôi vậy. Mình mò cá chứ mình mò giò không à. Đúng rồi, chui đó rồi. Đâu? Ở đâu? Hai con luôn vậy. Còn con không kêu kéo dập ngang chứ không kêu. Tổng số lượng hiện tại là 5 con rồi. Nó đang hả? Nãy hồi chú dễ gì á. Mày đứng dậy cái mi. Con này quá trời luôn rồi. Nó bắt cá lóc không tôm quá trời luôn á. Tôm quá trời bắt tôm để nó có nhiều hết. Đâu rồi, mới đây đâu rồi? Nhiều lỗ chân à. Có lỗ bút tiêu rồi. Ôi, là như em là bút tiêu. Trời quá trời. Nó nghe nó nè. Ôi, con này thử. Còn thứ 6. Đó không hả? Sáu con. Ê, không kêu một đôi đục nè. Rồi xả ra luôn, xả ra luôn. Sáu con. Xả, sổ tôm luôn nha, Rồi mặt đất không luôn. Dạo dạo không sao. Bắt cá thì mặt phải dính đất mới giống bắt cá chứ. Rồi, đổi vô cái đi, vô xô, cho tính tư giọng luôn. Nó không có tụng. Tụng nó bị hẹp. Đổ luôn. Đâu bắt lên cái coi. Con này bự. Con này thua con mới nãy. Thua rồi, chó còn nãy tí hả? Còn thứ 6. Còn đâu? 6 con rồi. Ê. Tôm lỗ này quá trời nè, tụi bay nhảy này nè bạn. Chú Tư cũng đổ tôm vô đi, trong mi tôm lên nữa. Có đây nè Thảo ơi. Đổ tôm đi trong mi tôm lên nữa. Dàn hàng vô với mấy em, mò lên với mấy em. Lan làm ào ào luôn rồi. Lan đi lẹ quá mà. Chắc nghe là bắt con cua đem về cái nó làm lẹ quá nè. Em phải chơi tranh thủ chứ. Tranh thủ. Trời ơi, đi nãy bắt cua mà gặp tôm quá trời luôn rồi anh Phong ơi. Ừ. Ra rồi. Nó chạy xuyên qua luôn rồi. Vô ơi, cầm thử. Ôi, ngoài dưới đây có con nữa nè. Khác nữa hả? Còn khác nữa hả? Con khác nữa. Từ. Để đi đổ tôm luôn rồi. Ôi, cái lắm. Chắc hơn nửa ký rồi. Mấy đêm nãy mấy. Còn thứ 7. Không hả? Cá nhiều quá. Cá nhiều quá ăn tôm hết à. Không hết rồi. Ho luôn rồi. Dạ. Còn cá lóc, biết. Còn hết, trong tủ nó còn cá lóc á. Anh Thông, nè. Dạ. Giờ đi lấy con này bự gỡ mấy con nãy luôn nữa hả? Ở đây còn con nữa nha. Có. Ơi mấy vậy tôi không biết con này là con gì nha. Con gì? Đang mò không biết sao có cái càng nó kẹp kẹp. Vô rồi. Con gì? Đem về luôn. Con gì? Ba nãy ra mò cái chỗ này cái này. Cua hay là cái cây? Không biết nữa, dạ biết. Chắc cái cây quá.
chích xích gì cho bác ơi. Trời ơi cái miếng đá miếng cây tưởng đâu nó vô rồi chứ. Rồi tiến lên Dũng Chen đi, tiến lên Dũng Chen đi. Đây có giống cái lắm rồi không ơi? Có không? Ừ. Có nãy thấy á. Biết đâu bắt con cua. Biết đâu đựng cua sao? Ừ. Ừ. Cái đây tôm vô nhiều nè. Tôm mới trời luôn. Trời ơi. Đi ơi, đưa xuống đi ơi. Cái ký á. Ký tôm à. Cái này dậu. Dậu mới kêu ăn đi. Cua vậy? Cua hả? Rồi chắc út được cua quá. À cây. Dán mồi đựng cua nha Minh. Lẹ lẹ ăn nha. Hai ăn cua và bác à. Đâu đó đâu. Đây nè. Dạ nằm dưới đây nè. Hơn ký. Hơn ký. Đây ăn được không xin xin. Đây được nè, nghe con này được nè. Ô bự bự không à. Tôm tôm còn sót. Giọng đi giọng đi chết à. Chui à, chui nó cắn rồi. Nó đây hả? Phá nãy em không ấy dập lượng bắt chính rồi. Đó 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 đó. Nắm được cái đầu quá vậy mà nắm không được. Nó mạnh quá. Nó mạnh quá. Nó mạnh quá. Nó mạnh quá. Ôi ở đây nè má. Ôi ở đây nè. Bắt được cái đầu nó luôn. Nắm chanh nắm được cái đầu nè. Ta còn không nói. Rồi đâu dọn vô dọn vô. Cá giò hả Jimmy? Đó vậy đạp 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 đạp. Đó đó. Đó đây. Vô vô rồi vô rồi. Đâu đâu. Cuối cùng. Ơi. Cuối cùng cũng dính. Cuối cùng mình dính thôi. Con này là con thứ 8. Con thứ 8 rồi. Chơi. Em chơi nó làm một phát một em uống nước luôn. Cái tát hả? Tát vậy nó hào lên nó ngồi nó uống nước. Lan cái vòng cho em chết luôn. Mò đi kiếm con cua nữa coi. Có con cua mới sáng nó lớp bự lắm mà đâu ta. Cái gì vậy? Cái vô. Thang đi vô. Con cá. Trời. Trời nằm yên luôn rồi. Sao lưng chạy, sao lưng chạy, sao lưng chạy. Ê. 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 Đi nó đụng cái gì mà nó ào ào thế ghê vậy. Nó đụng Minh. Thì mà Minh nó hay lắm nó gì vậy mà. Nó im im nó bắt cái gì nè. Ăn tấn công theo Minh nè. Theo Minh, theo Minh nè. Theo Minh. Minh đụng ai? Nó thấy mà chị em mò nước có tả có tả rồi đất đó. Tưởng hả? Tưởng cá lóc lóc không? Ai nè, 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 nè. Cá giật. Nè, 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 nè. Cá giò hả? Tới 3 tấn mấy rồi mà. Đè ăn cá luôn hả? Nó hay quá. Con cá là con dính rồi nè. Em đó Thảo ơi. Nó hay quá. Rồi. Rồi. Ok, em tám trọng đi. Ông ông gửi giùm em. Gửi đã. Con thứ 9 rồi. Đúng rồi. Hôm nay con thứ 9 là giờ thứ 10 đây rồi. 8 rồi. Con mấy con lại đây. Con này 9 nè. Phải không? Con thứ 9 rồi đó. Ở đâu tổng được mấy con? Ờ vâng, tiến rồi, kiếm rồi. Nè. Con chưa, lại con mắt chưa. Chào tất cả mọi người nha. Ôi, cá nè. Ồ, chân cá. Cũng vậy. Đây đây chưa ngựa có ăn nè. Đây coi đi. Vậy bắt con này con đồ cuối con cuối là ba phưởng gì đây? Đây con ơi, chưa ngựa có. Ôi trời ơi, cầm 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 cái đầu. Cầm đầu giống ngút nè. Nè nè Viên. Rửa sạch đi, rửa sạch đi. Không đó, bỏ cho trong cái. Nè nè nè. Con bắt con bự
bự. Trời ơi. Chồng Vinh con. Đó cho Vinh con nhỏ đi. Cầm vậy đó, cầm dưới đây. Đi giữa một cái là đi luôn á. Cầm đây nè. Cầm đây, ốc cầm này nếu có này nảnh. Hả? Ai ai ai. Ai trời ơi. Em ta bắt hai con luôn chứ. Rồi rồi. Nhiều quá. Rồi, lấy con rồi, lấy con rồi. Cầm Vinh con kìa. Vinh, Vinh, Vinh. Nè, vô vô đây. Nè, nè Vinh, nè Vinh. Rồi đó, vậy đó. Rồi, rồi, rồi. Cầm cái đầu, ừ, cầm cái đầu ở trên nữa, cầm cái đầu ở trên. À, đúng rồi. Cầm gì nè. Nó không nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6, 9 con. 9 con, 9 con. Chết mẹ con, sao con chứ mày. Đây. Ôi, nặng quá, nặng quá, nặng quá. Thằng quá mấy chú cháu bắt được 9 con cá lóc. Rồi. 9 cá lóc như nãy cỡ 3-4 kg tôm thôi. Tôm bên kia à? Tôm giọng bên đó. Tôm giọng bên kia rồi. Rồi đem giọng đi. Sao trời? Tôm nhiều hơn đây. Tôm nhiều bắt nãy hả? Như đây còn chục ký á. Chục ký, chục con. 60 ký à? 60 ký á. 6 ký hả? Ôi. Tôm như đây tắm gì? Ừ, lát tôm này lên lên nên là làm gì vậy? Hả? À? Lát tôm này làm gì vậy? Muốn chiên bột chiên còn ha tả bánh lấy ở gì? Làm cái gì? Bù tạc. Thích món nào thì làm món đó hả? Thích món nào làm món đó, còn cá lóc thì hấp bầu. À, giờ mình đi tắm đi. Đi tắm đi. Này phẩm này nhiều quá trời. Đợt này nuôi. Cái này lỗi vô trong đó rồi người nào thắng là gì nè? 1 2 3 bơ. Ê xí xí. Chơi chơi lại hả? Chơi giá chơi lại. Một chưa rồi nè rồi một hai hello hello chào cả nhà. Nhà nãy mấy chú cháu mình có bắt cá bắt tôm với nhau lên đó, bây giờ mình làm được hai món, một món là tôm luộc, một món là cá lóc nó hấp bầu. Bầu thì cái bầu mình nhỏ quá bỏ ăn cá nó không có vừa, chỉ thím có làm thêm món sim hả chú, sim hay vịt? Vịt. Vịt ra nhìn nước cháo. Rồi, mời người ăn đi. Mời cả nhà ăn. Mời cả nhà. Rồi cũng vô bạn cái ăn chứ. Mời cả nhà ăn. Chú cháu mình lai rai và đi ổn đế. Vô bạn chung hay chung cái ăn cho ngon chút. Dạ. Ăn đi. Ngọt quá. Vô bạn chung nữa không? Dạ. Miếng biến nó ngọt quá. Mời cả nhà. Còn là mẹ anh lúc ấy đút cho con tôm đi. Mì cà hay sao hết hào chứ hả? Không, có một dĩa ngon quá. Chai mi. Ngọt quá nè. Ăn, thôi, ăn chào cả nhà đi. Thôi chào cả nhà. Chào cả nhà luôn. Chào cả nhà, cái video tiếp theo.